Điểm báo số 47 Trong số báo mới phát hành vào ngày 20 tháng 11 năm 2023, Tạp chí Kinh tế Việt Nam dành chọn chuyên mục tiêu điểm cho chủ đề Diễn đàn Kinh tế Tuần hoàn Việt Nam 2023, bao gồm các bài viết phân tích chuyên sâu về vấn đề này như Kinh tế Tuần hoàn, bước chuyển mình phát triển bền vững Lộ trình triển khai Kinh tế Tuần hoàn Các giải pháp thúc đẩy Kinh tế Tuần hoàn Thực hiện Kinh tế Tuần hoàn thông qua tiếp cận ESG Việt Nam tiến gần hơn tới thị trường tín chỉ carbon Ngoài ra trong các chuyên mục chính của số 47 còn có những bài viết tiêu biểu như Giá địa ốc tăng hàng chục lần, cần cải thiện nguồn cung. Ngăn chặn tình trạng ép khách hàng mua bảo hiểm. Trái phiếu xanh mở ra những cơ hội cho tài chính bền vững. Mong phép giảm lãi suất, thị trường tài chính có thể thất vọng. Phiên bản PDF của tạp chí số 47 đã có mặt trên nền tảng báo số của công ty phát hành báo chí trung ương. Kính mời quý độc giả đón đọc và đăng ký mua gói báo 6 tháng, 12 tháng với nhiều ưu đãi.